Trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý thiên chủ tuổi Giáp Tý thân mến, người xưa có nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ rất công bằng, con người chiêu mời phúc hay họa, hết thảy là đều ở tâm của mình khởi nên. Và nếu không muốn hối hận về sau thì ta cần phải cẩn trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu đức năng thắng số trong tử vi học. Sống có đức độ, ắt sẽ thắng được số phận nghiệt ngã, có người xác nhận nghiệp dự quả báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt, thu hái được lộc lá về đầy tay, ấy là do đức năng của người đó. Và theo các nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng, người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng, đã trải qua nhiều khó khăn, sóng gió trong vận trình, có nhiều hung tinh chờ trực giáng xuống đầu con giáp này. Nhưng năm 2024 tới đây, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, bản mệnh sẽ xoay chuyển được càn khôn, cải biến vận mệnh, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy vận trình của quý thiên chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát xua hung, lộ trình may mắn? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Được thần Phật cho lộc, tài lộc ùn ùn kéo đến, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nữ mệnh, năm 2024 may mắn ngập đầu, bất ngờ giàu to, tiền vàng chạm nóc. Đầu tiên, đặc trưng tính cách của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nữ mạng. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì con chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người nữ mạng tuổi Giáp Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát của mình. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cũng mang những đặc điểm chung của tuổi chuột và đồng thời cũng mang những nét riêng của Giáp Tý. Giáp Tý hay còn được gọi là ốc thượng chi thử, tức là chuột trên nóc nhà. Năm sinh dương lịch từ mùng 2 tháng 4 năm 1984 đến 20 tháng 5 1985, mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển, tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con chuột, tướng tinh con chó sói. Đặc điểm nhận biết của tuổi Tý. Tuổi Tý cầm tinh con chuột, đứng vị trí số 1 trong địa chi, cuộc đời Giáp Tý được Phật Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát độ mệnh, Phật Bồ Tát Thế Chí ban phúc đức, Phật Di Lặc ban cho trí tuệ. Giáp Tý thông minh nhanh trí và có tấm lòng bao la rộng lớn, luôn yêu thương che chở cho những người xung quanh, cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, thường cho đi mà không cầu nhận được báo đáp. Chính nhờ những phẩm chất tuyệt vời này mà Giáp Tý luôn được ông trời ưu ái và ban nhiều may mắn. Công việc và sự nghiệp tiến triển thuận lợi, không gặp nhiều thăng trầm, phiền phức, cho dù có gặp khó khăn nhất định trong chặng đường số mệnh của mình, thì Giáp Tý cũng có thể giải quyết trong thời gian sớm nhất. Xem tử vi chọn đời của người tuổi Giáp Tý trong tứ trụ, có cục diện sửu thổ, khắc chế tý thủy sinh từ âm mộc. Do đó con giáp này cả đời vui vẻ sung túc, nhờ phúc phần tổ tiên để lại, tài sản kế thừa cũng dồi dào. Nếu kết duyên với người phù hợp, chung lưng đấu cật, vượt mọi khó khăn, thì chắc chắn sự nghiệp sẽ rất thành công, hôn nhân hạnh phúc, mọi phương diện đều phát triển vô cùng tốt đẹp. Tính cách phụ nữ tuổi Giáp Tý mệnh kim, rất tốt bụng, hòa đồng, dễ hòa hợp với mọi người, làm việc chăm chỉ, có tính tiết kiệm, hào phóng trong công việc giúp người, đặc biệt là người họ yêu quý. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý thông minh, lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành sự có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, người tuổi Giáp Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa, đa tài nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Người này rất giỏi giao tiếp, cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm với bạn bè đồng nghiệp, tính khéo léo, giúp họ dễ dàng xử lý công việc. Mà hiếm khi đắc tội với nhiều người, khi gặp khó khăn trắc trở trong công việc thì Giáp Tý cũng luôn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người.
Tuy nhiên, Giáp Tý nữ mệnh có nhược điểm là biết được mình thông minh nên khá ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh thường người khác. Thêm nhược điểm nữa là tuổi này cần phải khắc phục chính là thiếu dũng cảm, năng lực lãnh đạo, quản lý kém. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra không ít rắc rối cho họ. Cuộc đời mệnh chủ sẽ yên ả, ít sóng gió hơn nếu biết sống hòa thuận và tôn trọng mọi người. Trên phương diện tình yêu, tuổi Giáp Tý khá đa tình, họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm, họ có xu hướng tìm đến tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Tuổi Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Nếu bạn hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì, họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng, sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách nguy hiểm. Nữ tuổi Giáp Tý là người tài giỏi có năng lực, trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ tuổi Giáp Tý trải qua nhiều thăng trầm và vất vả, nhưng thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn, hôn nhân vừa hạnh phúc lại vừa có lộc tiền tài. Nhìn chung nữ mệnh tuổi Giáp Tý cả cuộc đời gặp được nhiều vận may. Sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn, về mặt tình cảm thì rất thuận lợi. Sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. 2. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Giáp Tý trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Giáp Tý theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Giáp có sự hỗ trợ nhất định cho vận trình, công việc làm ăn ổn định, nguồn thu nhập cũng ngày càng được củng cố, trong năm có thể xuất tiền làm ăn, gặp đúng thời điểm sẽ phất lên nhanh chóng. Xét về địa chi, Tý gặp Thìn Lâm cục diện tam hợp, trong năm mưu sự gặp quý nhân nâng đỡ, hứa hẹn thành công rực rỡ, kinh doanh buôn bán được lộc, có thể hợp tác làm ăn, mở mang thêm để gia tăng tài sản từ nhiều nguồn thu khác nhau. Xét về ngũ hành, ngũ hành tương khắc tác động ít nhiều tới vấn đề sức khỏe và chuyện tình cảm của đương số, các cặp vợ chồng cần bao dung hơn cho nhau để mối quan hệ thêm bền chặt. Với người độc thân, hãy nhiệt tình tham gia vào các buổi gặp gỡ bạn bè, bạn có cơ hội gặp được người như ý. Tiểu kết, trong năm 2024, vận khí của nữ mệnh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, có nhiều sự mở mang và phát triển tích cực. Nhìn chung, các kế hoạch đều diễn đúng như dự tính của bạn, có thể tự tin mở rộng quy mô và thực hiện một lĩnh vực mới, cơ hội thăng tiến cũng rõ ràng hơn. Tuy nhiên vẫn cần phải nỗ lực hết mình, bởi thách thức luôn đi kèm cơ hội, đôi lứa cần học cách bao dung cho nhau hơn để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thứ hai, xem tử vi Giáp Tý, sinh năm 1984, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Giáp Tý nữ mạng gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là một hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Hạn Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao Thổ Tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó, ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn, nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ gặt được những kết quả như ý. Về hôn nhân, gia đình dễ xảy ra xung đột, gia đạo hay căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác, không có chủ định rõ ràng. Do vậy, cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người, mỗi người nhường nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm. Theo tử vi, mỗi năm con người đều có sao chiếu mệnh, may rủi có thời, do vậy, bạn cũng không cần quá lo lắng, 6 tháng cuối năm mọi sự sẽ có khởi sắc. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, thị trong 2 tháng thiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Vào năm Thổ Tú tinh chiếu, cần đặc biệt chú ý cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân gièm pha lợi dụng, trước khi làm, phải đánh giá phân định rõ ràng, đừng tin người mù quáng mà thiệt thân. Sao này tác động xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, nếu mưu tính đại sự, nên tránh 2 tháng này để đề phòng bất trắc. Mệnh chủ cũng nên theo dõi tình trạng cơ thể, tuyệt đối không cậy mạnh, vung phí sức khỏe, nên hạn chế xuất hành đi xa để tránh gặp nạn.
Bên cạnh đó, người tuổi Sao Thổ Tú nên đề phòng trộm cắp, cướp giật, đời sống tình cảm cũng không quá suôn sẻ. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, một điều nhịn là chín điều lành, tránh cãi vã tranh chấp không đáng có. Trong ngũ hành thì Sao Thổ Tú thuộc hành thổ, xét theo quan hệ tương sinh, tương khắc hành thổ thì Thổ Tú tương sinh với hành hỏa và hành kim, tương khắc với hành mộc và màu trắng, bạc ánh kim, thuộc hành kim, Thổ Tú kỵ màu xanh lá cây, hành mộc và màu đen, xanh nước biển, hành thủy. Dựa vào màu sắc hợp khắc với Sao Thổ Tú, đương số nên chọn màu hợp mệnh nhằm kích thích vận khí may mắn, giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn, chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn. Do Thổ Tú là sao trung tính, gia đạo cần mạnh dạn trong việc kích vận khí, tận dụng cơ hội may mắn nếu có. Hơn nữa, Sao Thổ Tú tuy xấu nhưng cũng không thuộc ba sao chiếu mạng xấu nhất. Để hóa giải hạn vận của sao này, bản mệnh tuổi Giáp Tý nên tích cực làm nhiều việc thiện, sống thành tâm, lương thiện, chân thành, không màng công lao mà giúp đỡ người khác. Phúc phần này sẽ được soi tỏ, cuộc đời nhờ vậy mà cũng bớt gian truân trắc trở. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Giáp Tý theo niên hạn là Huỳnh Tuyền. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe. Khi gặp hạn này, gia chủ thường xuyên cảm thấy đau đầu và chóng mặt, xây sẩm mà không rõ nguyên nhân. Nhắc đến hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Song đó đại kỵ làm ăn kinh doanh liên quan đến sông nước, đường thủy, đặc biệt trong năm hạn này, gia chủ không nên bảo chứng cho bất kỳ ai, không may sẽ nảy sinh chuyện bất lợi, tay bay vạ gió. Dưới đây là các hạn Huỳnh Tuyền thường gặp, mời bạn xem qua. Về sức khỏe, gia chủ gặp hạn này thường xuyên mắc phải triệu chứng đau đầu, chóng mặt mà không rõ nguyên nhân, điều này kéo dài dễ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, không những thế còn ảnh hưởng đến kết quả làm ăn kinh doanh. Về công việc làm ăn, tốt nhất khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, nữ mệnh tuổi Giáp Tý không nên đầu tư làm ăn liên quan đến sông nước, đường thủy. Khi được mời tham dự tiệc ăn uống trên du thuyền hay du lịch biển, tốt nhất gia chủ không nên tham gia, đề phòng tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, cái chết. Trong cuộc sống, gia chủ không nên bảo chứng cho bất kỳ ai trong giao tiếp, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, bởi không nặng thì nhẹ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện bất lợi. Song đó, không nên cho người khác vay mượn tiền, không may tiền mất, nghĩa cũng không còn. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Giáp Tý, nữ mạng. Năm 2024, tuổi Giáp Tý nữ mạng gặp vận niên, kê hồi viên, tức là gà về vườn thì được no đủ, nhiều thức ăn, lúa gạo không nhiều. Hình tượng này báo hiệu một năm cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin ở mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Chuyện tình cảm cũng ngày một thuận lợi, người độc thân thỏa nguyện ước mong bấy lâu, nhờ một chút liều lĩnh, các cặp đôi hiếm muộn sẽ chào đón con cái trong năm mới. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Giáp Tý, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai 2024. Tuổi Giáp Tý bước vào năm cuối hạn tam tai, đây là năm của sự hồi phục, công việc nếu có mở mang thêm, cũng sẽ đạt được kết quả tốt, tiền bạc không ngừng gia tăng, đẩy mạnh làm ăn càng có cơ hội hái ra tiền. Kim lâu năm 2024. Tuổi Giáp Tý không phạm kim lâu nếu tiến hành xây dựng nhà cửa hoặc cưới hỏi trong năm. Hoang ốc 2024. Tuổi Giáp Tý phạm hoang ốc nếu tiến hành làm nhà trong năm Giáp Thìn, để yên tâm hơn, đương số có thể tiến hành thủ tục mượn tuổi để làm nhà. Tiểu kết, trong năm 2024, do gặp hạn hoang ốc nên con giáp này không thích hợp để đứng ra lo liệu việc xây sửa nhà cửa, nếu vẫn muốn tiến hành, có thể làm thủ tục mượn tuổi để hóa giải xui xẻo. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Giáp Tý, nữ mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nữ mệnh tuổi Giáp Tý là 41 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can, địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm cát lành và nhiều may mắn. Tuy là năm tam tai thứ ba nhưng có tam hợp thái tuế trợ vận nên vận trình tài lộc năm nay no đủ, hạnh phúc cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến. Về sao hạn nữ giới tuổi này, năm 2024 gặp sao Thổ Tú, một sao trung tính, không quá tốt hay không quá xấu, nên không cần quá lo lắng, duy trì bản lĩnh trong công việc thì sẽ vẫn gặt được những thành tựu như mong đợi. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên đề phòng các bệnh về đau đầu, chóng mặt do hạn Huỳnh Tuyền gây ảnh hưởng, giữ suy nghĩ tích cực, vui vẻ thì mọi thứ sẽ bình an. Hơn nữa trong năm nay, nữ mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984
Gặp vận niên kê giáp viên nên vận trình sẽ có phần sáng sủa và thành công ngoài mong đợi. Bản mệnh liên tiếp được thần tài ban lộc, quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thu được kết quả bất ngờ, có lộc về đầu tư, kinh doanh, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, chất đầy két. Cuộc sống của bạn và gia đình cũng được nâng lên một tầm cao mới, giàu sang, sung túc, người người kính trọng, gia đạo êm ấm, con cháu ngoan ngoãn thảo hiền. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Giáp Tý, nữ mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, được tam hợp hậu thuẫn, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc đúng sở trường, người tuổi Giáp Tý nữ mệnh nên nắm bắt, vì đó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này. Hơn nữa, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bản mệnh ngay từ lần đầu tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hoàn hảo, giúp nữ tuổi Giáp Tý bắt tay và làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới, có thể quá trình khởi đầu. Bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt tay vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, nhờ cái duyên buôn bán cùng sự vui vẻ thân thiện của mình mà các chị có công việc làm ăn thuận lợi, dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Có điều trong năm 2024 này vẫn có điểm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh quan phù, đương số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc nhé. Về mặt tài lộc, trong năm Giáp Thìn 2024, tài lộc của người tuổi Giáp Tý nữ mệnh cũng hanh thông hơn hẳn, dấu hiệu dễ nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn. Không còn quá trục trặc vất vả như trước, mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước, bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình. Khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Giáp Tý nữ mệnh còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Bạn đúng là người phụ nữ song toàn. Không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên trong năm, vẫn có một số thời điểm vận khí sa sút, lại thêm hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con chuột cần đề phòng mất tiền mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm cần phải toan tính, thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm, cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối đấy nhé. Với người làm công ăn lương, công việc thuận lợi có thể khiến bạn lơ là, mất kiểm soát trong việc, soát lại giấy tờ sổ sách, vậy nên hãy luôn chú tâm vào công việc vì nó có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Ngoài ra, mức độ tiêu hao tiền bạc trong năm không quá nhiều, thu chi cân đối, đương số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Về phương diện tình cảm gia đạo, tử vi năm Giáp Thìn 2024 dự đoán tuổi Giáp Tý nữ mạng nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, gia đạo hài hòa. Vợ chồng duy trì mối quan hệ cân bằng và hài hòa, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Người làm cha mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái, dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Về mặt sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Tý nữ mạng lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ và hạn Tam Kheo. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc, dù công việc có bận rộn đến mấy. Con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình.
hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Hóa giải sao Thủ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tay bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Giáp Tý, nữ mệnh, trong năm 2024 này. Cổ nhân có câu, gieo nhân nào gặp quả nấy, kiếp trước năng làm việc thiện mới chính là căn nguyên cho sự giàu có ở kiếp này, luật nhân quả chính là cán cân công lý chuẩn xác nhất. Nhưng có nhiều người vẫn chưa giác ngộ được luật nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây đích thị là biểu hiện của sự mê muội. Chỉ người siêng năng học hỏi Phật Pháp mới thực sự thấu hiểu được nhân quả của vạn vật, vạn việc, để từ đó biết thay đổi, lựa chọn hành vi, lời nói và tư tưởng của mình sao cho phù hợp. Người như vậy mới có thể đi theo ánh sáng, hướng tới an yên, vốn dĩ bầu trời có thể bao dung hết thảy, cho nên mới rộng lớn vô biên, mặt đất có thể chịu đựng tất cả, cho nên mới tràn đầy sự sống. Một người sống ở trên đời, chớ nên coi thường người khác, đối với người thân cũng không nên mang lòng cưỡng cầu, cứ để tất cả tùy duyên tự tại, vĩnh viễn dùng tấm lòng lương thiện đối đãi với thế gian. Sau tất cả, mong rằng quý vị sẽ luôn hồi hướng thiện lành, giữ tâm trong sáng, thì vạn sự hanh thông, tai qua nạn khỏi, cuộc sống từ nay và về sau sẽ yên ấm, an vui. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về ba cơ hội vàng giúp tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.